Chào mừng anh chị quay lại video clip tiếp theo của Khải. Thì video clip ngày hôm nay Khải sẽ hướng dẫn anh chị một cái tính năng, đó là mình sẽ tự động lock và mở lock cửa khi mình rời khỏi hay là về vị trí B trên Toyota Cross nha. Và tính năng này mình cũng sẽ thao tác được ngay cả trên Toyota Altis hay là trên Toyota Camry. Thì cái tính năng này nó sẽ được bật lên bằng cách thao tác như sau. Thì trước mắt anh chị đây là Toyota Cross nha. Thì hôm nay Khải sử dụng Toyota Cross để hướng dẫn anh chị. Là đầu tiên mình cũng sẽ nhấn vào cái nút on trên cái xe nha. Và mình nhớ là mình chỉ là khởi động hệ thống điện nha. Mình nhấn vào nút on 2 lần ha. Mình không khởi động động cơ nha, không đặt thắng nha. Rồi lúc này khi xe nó đang ở vị trí B nè, anh chị thấy không, xe đang ở vị trí B. Mình sẽ nhấn vào cái nút lock trên cánh cửa nha. Mình đè khoảng tầm 5 giây. Đó, như anh chị thấy khi mà cái phần lock của trên xe nó đang nhảy nè, là anh chị thấy không, cái phần lock trên cái tay nắm cửa của mình ở trong xe nó nhảy, thì có nghĩa là nó báo hiệu mình đã kích hoạt được tính năng lock cửa nha. Rồi bây giờ Khải sẽ thử cho anh chị xem qua nha. Lúc này mình mới đặt thắng nè, mình khởi động động cơ lên nè. Đó ha, vì đây là xe hybrid nên khi khởi động thì nó sẽ sử dụng động cơ điện nha. Bây giờ Khải đã bấm nút mở lock cửa trên cái phần bốn cánh cửa của chúng ta rồi. Xe của chúng ta cũng đang ở vị trí B nha. Bây giờ Khải gạt thử nè. Đó, anh chị thấy không, khi mà Khải gạt khỏi vị trí B thì cái phần lock cửa của chúng ta nó sẽ tự động chuyển qua chế độ lock nha. Đó là kích hoạt tính năng lock. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái, mình sẽ tiếp theo cái tính năng, đó là về vị trí B thì xe của chúng ta sẽ tự động mở lock cửa nha. Thì lúc này mình cũng sẽ tắt máy nha, anh chị nhớ ha, tắt máy xe nha. Rồi mình cũng sẽ khởi động nút hệ thống điện lên, nhấn 2 lần, không đặt thắng nha, mình chỉ khởi động hệ thống điện. Rồi vị trí cần số của chúng ta cũng đang ở vị trí B anh chị nha. Rồi mình sẽ nhấn vào cái nút mở lốp cửa 5 lần nha. 1 2 3 4 5. Rồi lúc này mình buông ra thì xe của chúng ta cái phần lốp trên tay nắm cửa nó cũng sẽ nhảy một cái để báo hiệu là cái tính năng này đã được kích hoạt. Rồi bây giờ mình sẽ thử hai cái thao tác nó cùng lúc nha. Rồi lúc này anh chị đặt thắng nè, khởi động động cơ lên nè. À, mình nhớ nha, khởi động động cơ lên. Rồi bây giờ đang ở vị trí B, cần số đang ở vị trí B nha. Khải sẽ rời khỏi vị trí B đây. Xe của chúng ta sẽ chuyển qua chế độ lock nè, anh chị có thể thấy về vị trí B đây. Về vị trí B xe sẽ tự động chuyển về chế độ mở lock. Rồi như vậy Khải đã hướng dẫn anh chị có thể kích hoạt tính năng tự động lock cửa hoặc là tự động mở lock cửa khi rời khỏi vị trí B hoặc về vị trí B. Cảm ơn anh chị đã xem qua video clip ngày hôm nay nha. Anh chị cảm thấy video này hay thì có thể nhấn like, nhấn đăng ký kênh hoặc là comment phía dưới. Và trong quá trình thao tác, anh chị có gặp vấn đề nào mà không làm được, hãy gọi theo số hotline quen thuộc của Khải nha, 0906 648 952. Và bây giờ hẹn gặp anh chị trong những video clip tiếp theo ạ.